Sau khi thực hiện dự án chỉnh trang, tôn tạo Hồ Hoàn Kiếm cùng các hạng mục như kè bờ hồ, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh, Hồ Hoàn Kiếm mang một diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại và bền vững hơn. Vỉa hè tuyến đường quanh Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm đã hoàn thiện việc lát đá. Các công nhân tất bật trang trí tiểu cảnh, bồn hoa để kịp bàn giao công trình sau 5 tháng thi công. Tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, vỉa hè được lát bằng đá hoa cương khai thác từ tỉnh Bình Định. Loại đá này có bề mặt sần không gây trơn trượt, mỗi viên gần 3 kg, dài 10 cm. Điểm nhấn cảnh quan tại khu vực dọc phố Lê Thái Tổ và Hàng Khay là những thảm cây cảnh đa tầng được thiết kế theo phương án rừng cây đô thị. Cùng với việc lát đá đường dạo, bó vỉa gốc cây, vườn hoa, từ giữa tháng 9, Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm cũng triển khai trồng, trang trí hoa và cây cảnh ven hồ. Ven hồ được kè lại bằng các khối bê tông đúc sẵn với độ bền được cho là vĩnh viễn. Khối to dùng để ốp viền có trọng lượng lên đến 100 kg. Các bồn cây đều được bó vỉa, trồng hoa cảnh để tạo không gian nghỉ ngơi, thư giãn cho du khách. Khu vực cây xanh xả xuống mặt hồ được xếp đá cảnh giống như hòn non bộ. Công nhân đang hoàn thiện những công việc cuối cùng của công trình như quét xi măng, trang trí cây xanh, bồn hoa để kịp chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, Hà Nội. Dự án kè chỉnh trang Hồ Gươm có chiều dài tổng cộng 1.452 m, diện tích thực hiện xây dựng, cải tạo khoảng 3,7 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Dự án được tiến hành từ năm 2010 và được chọn là một trong những công trình chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Tuy nhiên, việc lát những viên đá xanh cỡ lớn mới được thực hiện từ đoạn nhà hát múa Rối Thăng Long đến nhà hàng Thủy Tạ thì phải dừng do lo ngại lãng phí và loại đá mới có thể gây trơn trượt. Vào cuối tháng 5 năm nay, quận Hoàn Kiếm sẽ khởi động lại dự án.